cho đi là còn mãi. Hành trình lan tỏa yêu thương, đợt 8 của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh, Birico, tiếp tục đến với trung tâm điều trị COVID tại Bệnh viện Tai Mũi Họng. Chuyến xe yêu thương chở 4.800 chai nước uống Birico được tức tốc chuẩn bị và lăn bánh vào chiều ngày 6 tháng 8 năm 2021 vừa qua. Mỗi một chai nước là một tấm lòng của Birico. Birico sẽ là tuyến sau để hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ, những nhân viên y tế, tình nguyện viên và bệnh nhân để họ cảm thấy ấm lòng và giữ vững tinh thần trong cuộc chiến chống COVID đầy áp lực, đầy khó khăn này.